Xin chào các bạn, mình là Đăng. Thì ở cái clip này mình sẽ review con Eternal Eclipse. Con này bản đặc biệt màu đỏ cam ở trong cái box Fukubako 2001. Thì cái box này như mình đã nói thì mở ra sẽ ra ngẫu nhiên một trong ba con. Thì đây mình chọn con này. Cái bản gốc của nó là màu xanh, còn cái này là cái bản remake màu đỏ cam. Thì cái con bản màu xanh thì mình không có đủ khả năng để mua, nên mình mua con này vẫn đẹp. Thì con này thuộc dòng unit bản nâng cấp của Cornelius từ PIS. Thì Cornelius là con này. Cái điểm chung là hai con đều sử dụng Sticker Smart. Chỉ khác là cái dòng unit này nâng cấp lên thì cái bộ kho chung với cái Sticker luôn. Đây là cái bản nâng cấp và cải tiến từ Cornelius. Thì giữa hai con này có gì khác biệt? Đầu tiên, cái điểm khác biệt lớn nhất nó là cái trigger nó dính, nó phải tháo rời, nó là phụ kiện rời. Còn cái này trigger và kho nó liền với nhau. Đó là cái đặc trưng của dòng unit này. Còn về điểm chung là smart. Giữa hai cái phiên bản này thì nó có cái sự nâng cấp rõ rệt, nhưng mà cái điểm chung vẫn còn. Như bạn thấy, cái điểm giống nhau nhất là chính là cái phần này. Nó vẫn còn giữ được trên con Eclipse, nhưng mà nó tăng cường lên hai đầu sò. Và cái phần bấm này nó rộng hơn. Nói chung cũng phải thay đổi thiết kế giúp xíu cho nó phù hợp với cái dòng Unit. Thì con này khá là cồng kềnh. Cái bộ co thì đơn giản, chỉ có hai cạnh. Nó khá là dẻo, có thể bóp ngàn tăng lực ở phần cánh tay này. Phần cánh tay này được tháo rời gắn vào cái chấu này để có thể tăng lực theo ý muốn là bóp vào, khá là tiện lợi. Ở phần sau có phần chống chân thì con này chứng tỏ khá là vững chãi, đứng rất là vững. Cái phần trigger này thiết kế rất là rộng, dễ dàng trong việc bắn. Thì con này đối với con Cornelius thì nó có phần chân, thiết kế đặc biệt phải đưa ra vào để trụ vững, thì nó thiên về control. Thì con này cũng vậy, được nâng tầm lên. Dòng Unit thì con này đi tiên phong cho cái phần có thể con này là tiền đề để có những con Unit với những con E-Unit sau này. Đó là cái phần Margin, phần đựng bi nó gắn liền với luôn. Thì về lực bắn thì con này bắn khá là ổn. Lực mình phải nói một điều là rất ổn định. Cái lực bắn cực kỳ ổn định. Dù các bạn bắn cách nào chăng nữa thì cái lực nó vẫn vậy. Cái phần ép ngàm này thực chất nó không có tác dụng nhiều. Không có tác dụng gì mấy. Mình đã thử.
Con này chủ yếu là cái vẻ bề ngoài rất là ngầu, lực bắn ổn định. Còn mà để bắn thường xuyên thì chắc mình nghĩ con này sẽ không phù hợp trong số bạn. Thì con này không thể gắn được barrel. Thì cái phần ống này cũng như những con Engine chứa được 3 viên bi là tối đa. Con này nhìn chung thì mới vô nhìn vô thì thấy ngay cái vẻ ngầu của nó. Cái độ ngầu của nó nhìn khá là máy móc. Thì nãy giờ cũng không có nói gì nhiều về nó, thì mình nghĩ là con này nó là như vậy, không có nhiều điểm đặc biệt cho lắm. Giờ chẳng qua là do cái cơ chế smart của nó đặc biệt, thì cái đó là cái điểm nhấn cho nên nói nhiều về nó. Con này không xuất hiện trong chuyện nha. Có thể một số bạn đọc chuyện qua rồi sẽ cũng sẽ thắc mắc là cái con này không thấy ở đâu hết. Thì đúng, nó không có xuất hiện trong chuyện, có xuất hiện nhưng không chính thức, cho nên các bạn không thể biết được nó từ đâu ra. Thì cứ biết nó là bản nâng cấp từ Cold hay Lead đi, giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn xem. Thì con này bắn rất là chính xác, cái đường bi rất là thẳng, lực bắn rất là ổn định. Đối với cái trigger này thì mình có thể bắn bằng cách như thế này. Con này vẫn có khả năng bắn như vậy nhưng mà cái lực nó không có tăng lên bao nhiêu hết trơn. Cái lực con này nó ổn định, mà nó là ổn định tới mức tối đa. Giờ mình sẽ thử cái lực bắn khi không ép ngàm và ép ngàm. Cái lực phát ra nó không có mạnh lắm. Sau khi ép ngàm thì lực có tăng lên một tí xíu. Thì đối với con này cái việc ép ngàm tăng lực nó rất là hạn chế, không có khả quan, khả dụng. Đối với một con như thế này các bạn không thể nào mà cầm như thế này để bắn. Thì theo thiết kế thì giống như trong phim thì cầm trên tay bắn như thế này thì mới phù hợp để bóp ngàm. Thì con này có tính chất giải trí trưng, chứ còn thực chiến thì nó không hiệu quả. Rất đẹp thì con này vẫn ok.
bán rất là chắc, lực cực kỳ ổn định luôn. Và đó là khả năng rất đẹp của nó. Đối với Smart Trigger thì mình rất thích bắn kiểu đó, sướng tay. Thì đó là một số thông tin về con Eternal Eclipse. Cho một số bạn nào cần, thích có thể mua, tại vì con này thật sự cũng đẹp, cầm trên tay rất là quay, bắn này vẫn ok. Một số bạn sử dụng Smart Trigger không dám bắn như mình thì đó là một cái sự thiếu sót. Thử đi, tại vì đây là hàng của Takara nên chất lượng thì đảm bảo, bắn rất là thoải mái. Smart Trigger được làm ra để mình bắn như vậy mà, cứ bắn thoải mái. Thì bài review con này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các clip sau.